Xin chào cả nhà đã đến với kênh Kim Tính Cuộc Sống Pháp. Thì hôm nay mình đang đứng ở Sato Gạc Xây cả nhà. Cả nhà bây giờ là 5 giờ chiều. Người này là ta đi chơi từ hồi sớm tới giờ cả nhà. Bây giờ ta về ha. Rồi có tấp khác vô để coi bắn pháo bông ha. Ở đây lúc nào cũng đông hết nha cả nhà. Nhất là vào mùa hè ha. Bây giờ là 6 giờ chiều cả nhà. Mình chờ 2 tiếng nữa mình mới đi coi bắn pháo bông. Mình sẽ quay cho cả nhà mình xem. Giờ 6 giờ chiều cả nhà còn thấy có nắng. Người ta đi về rất là nhiều luôn. Cả đông. Cả nhà người ta xếp hàng để vô cửa nè để coi bắn pháo bông đó nha cả nhà. Tôi nghe tiếng tay mọi người đẹp không? Ta mặc đồ giống như là vua chúa hồi xưa cả nhà. Cả nhà ơi là vua, công chúa, hoàng hậu gì cũng có hết nè cả nhà. Đẹp không cả nhà? Quá đẹp luôn cả nhà. Người ta vô trong Sato cả nhà. Cái này không phải mỗi ngày đâu nha cả nhà, không phải mỗi ngày mà người ta mặc đồ như vậy hết. Bữa nay là ngày khai trương cả nhà, khai trương bắn pháo bông. Đầu vô rồi ha. Nên mình đã vô rồi đó nha cả nhà. Mình vô tới trong rồi đó để hồi mình coi bắn pháo bông. Thì cái vé vô cửa đó cả nhà nó 34 euro ha. 34 euro. Giờ này cả nhà, giờ này là 8 giờ tối đó nha cả nhà. Mà cả nhà thấy không? Trời còn nắng luôn. Chút mình quay cho cả nhà mình xem. Thấy đẹp mà lớn, rộng lắm nha cả nhà. Rộng lớn lắm. Cả nhà thấy người ta ngồi chút cái đằng kia nhỏ chút xíu. Cả nhà coi lượng người đi đông lắm cả nhà, mình không biết. Quá nhiều luôn. Nhưng mà ở đây lớn lắm cho nên không có thiếu chỗ đâu cả nhà. Ở đây là lớn. Còn hồi người ta bắn pháo bông ở đây nè cả nhà. Tại đây nè. Thank you.
người ta mặc đó cả nhà. Château de Versailles, imagined by Louis XIV and created by André Le Nôtre. In a few minutes, you will be able to enjoy the fountains playing to the sound of music as you stroll through the illuminated groves. We wish you a very good evening.
ta chờ bốn phút luôn cả nhà. Đông lắm. Và cũng có nhiều chỗ để cho người ta đi. Enjoy the fireworks, or not the grand finale of the Night Fountains show.
tạm ngưng video tại đây nha các nhà. Cảm ơn các nhà đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.